Ý, xin chào cả mọi người nhá. Chào mừng trở lại với The Podcast Việt Nam này. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ là người cùng đồng hành các bạn trong trình các bạn chơi tựa game The Podcast cũng như là những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Yeah, xin chào cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo. Yeah, ok. 2 tuần rồi mình mới lại ra tiếp một cái video. Khổ quá, cái thời gian vừa rồi mình đang khá là bận bịu để mình thi cử ấy, nhưng mà mình vừa thi xong rồi đấy. Thì nói chung là cái số lượng việc còn lại của mình bây giờ nó đang khá là trống, cho nên là mình mới làm được video chứ. Ôi rồi mình bận bỏ xứ, ôi rồi mình còn bỏ qua mất mấy ngày ở đây rồi, có khi mình còn chả nhận được cái vé vàng nữa chứ. Ok, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Hôm nay là thứ bảy đúng không? Chúng mình sẽ làm một cái video để cho các bạn xem giải trí nhá. Ok, hàng ngày thì mình vẫn vào chứ không phải mình không vào nha, nhưng mà chẳng qua là mình không có thời gian quay video cho các bạn xem thôi. À đấy, khoe các bạn này, mình quay được cái con mèo trứng này rồi đấy. Hôm trước mình quay mãi chả ra được cả. Cái con mèo trứng ở trong này chính là con mèo N201 à. Đúng rồi, con mèo N201 các bạn ạ. Đó, thì mình quay ra con này rồi nhưng mà mình còn chưa có XP nâng. Hiện tại mình có mỗi 43.000 XP thôi. Khổ thế rồi biết. Ok, chúc bạn cuối tuần vui vẻ nha. Mình rất xin lỗi vì các cái video vừa rồi mình bận quá, mình không có thời gian để mà vào đọc comment với cả thả tim các thứ luôn ấy. Chứ còn ngày xưa là mình ngày xưa video nào mình cũng đọc hết comment xong rồi mình trả lời hết xong rồi thả tim hết cơ. Ui, cái thời đấy còn rảnh như bây giờ. Eo, càng ngày mình càng bận hay sao ấy, mình chả hiểu tại sao. Xin lỗi các bạn nha. Nói chung là mình hy vọng là các bạn xem video thì có thể tự đúc kết ra kinh nghiệm gì đấy chẳng hạn. Nhà nếu mà các bạn có câu hỏi thì cứ đặt ở đấy, hoặc nếu biết đâu có ai đọc được họ có thể giúp được các bạn thì sao, đúng không? Ok, có con mèo mới vừa gia nhập đội hình ạ. Ok, xếp hàng. Ok, mình sẽ em này là em Usula, mình sẽ để em lại, mình sẽ sa thải thằng Max gì, không ai quan tâm đến Max cả đúng không? Kệ, tạm biệt. Chiu. Đó. Ở bên này thì mình vẫn chưa có đủ nguyên liệu xây trụ các bạn ạ. Mình đã xây được xong cái trụ Breaker Bastion này đó. Nói chung là khi mà các bạn chơi Storm Legend nhiều ấy, các bạn sẽ có nguyên liệu hoặc là chơi các cái màn gì ấy, thì các bạn có thể nâng được các cái trụ này nha. Tại vì bây giờ cái tập của mình nó đang khá là cao rồi ấy, thành ra có nhiều bạn mới chơi, có thể các bạn đang có những cái kiến thức rất là cơ bản các bạn không biết ấy, thì các bạn cứ xem lại các tập cũ của mình nhá. Ngày xưa mình nói chi tiết lắm trời ạ. À, các cái video ngày xưa mình làm tâm huyết lắm. Ý là không phải bây giờ không tâm huyết nha, nhưng mà là nói chung là các bạn có nhiều cái không biết thì có thể xem lại các tập cũ đó. Ok, chúng mình đang có cái 13 để mình chưa chơi này, mình đã để dành cuối tuần để mình chơi cho các bạn xem này. Nào, không biết là này có chơi không, hôm nay chúng mình còn có cả X Maniac này, Titan Maniac và Bird Maniac à. Còn X Maniac thì mình không biết là mình có chơi không, có vẻ khó ra. Proving Ground thì mình chưa chơi. Để mình xem con X Maniac này nhá. X Maniac này mình chơi khó lắm các bạn ơi. Con này là hình như là con này là con Maniac khó nhất thì phải. Kiểu từ đầu các bạn vào các bạn đã phải rất là khỏe rồi thì mới chơi được ấy. Ở đây mấy con anti-red của mình thì đang khá là yếu, có mỗi vài con khỏe thôi. Với cả ở trong màn này các bạn sẽ gặp một cái con Maniac nó rất là đánh đá, nó sẽ đấm cả team luôn. Thành ra là các bạn sẽ cần những cái sự trợ giúp đắc lực từ một vài vị trí Uber chẳng hạn, đấy kiểu ý. Ôi dồi ôi, trông cái này có vẻ no hook các bạn. Mình nghĩ là màn này mình không chơi được, nhưng thôi cứ chơi thử các bạn xem nhé. Chắc là các bạn chưa chưa biết được cái sự khủng khiếp của màn này đâu đúng không? Để mình xem con này cũng là anti-red đúng không các bạn? Con này anti-red đấy. Nhưng mà nó có... Ô, con này còn immune to freeze à? Ô, bây giờ mình biết đấy chứ. Mình mới nâng được con này lên 29 nữa các bạn. Mình chưa nâng được lên 30 tại vì mình không có nhiều XP nữa. Hay là cho các bạn xem thử mình ăn hành màn này như nào nhá. Chơi thử các bạn ơi. Tội gì đúng không? Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Mình rất là vui vì mọi người vẫn xem video của mình. Mặc dù mình trong cái lúc mình quay video mình chả biết có ai xem không đâu. Nhưng mà thôi kệ, cứ làm thôi chứ. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ cần một cái đội hình anti-red đúng không? Mình sẽ bỏ con này ra này. Trong này nhiều missile thì tốt. Nếu mà sử tốt thì mình sẽ cho mình sẽ bỏ Ramekak ra ngoài này, mình sẽ cho Hunter Rune vào, bỏ con này ra này. Mình nghĩ là tầm thêm 4 missile nữa đi. Ok, 4 missile nhá là ok đúng không? Tiếp theo bây giờ chúng mình sẽ cần một số các vị trí đánh xa. Hiện tại ở đây mình đang dùng những con cực mạnh của mình để mình xem mình có qua không, còn không qua thì mình cũng chịu nhá. Con Gaia của mình đang level 40 đấy, cho đó đó là Legendary rất là khủng khiếp ở game này. Bây giờ mình sẽ cố gắng cho thêm một con nữa là Kronos này. Cho thêm, bây giờ mình có hai lựa chọn tiếp theo, một là Divine Cool hay là Divine Thunder, thì chắc là mình sẽ cho Thunder vào các bạn ạ.
Mình chả biết xếp đội hình này nó có ra cái gì không. Chơi thử đó các bạn nhé. Còn các vị trí khác có vẻ hơi nhiều Uber. Mà lại có không có khống chế chứ. Cái này vào cứ dĩnh toang các bạn ạ. Mình nghĩ là cần thêm một. Bây giờ mình sẽ bỏ một Mitchell ra đi. Mình sẽ bỏ con này ra đi. Và mình sẽ cho thêm một con Apple Card đi nhỉ. Ice Card các bạn ạ. Chắc là sẽ ok. Để đầu tiên chúng mình có thể chống chịu được một tí ấy, các bạn. Thưa mình không rõ đâu nha. Cứ chơi thử nhá. Biết đâu. Cái màn này nếu mà các bạn trụ được thì nó sẽ cho các bạn rất là nhiều tiền. Theo mình biết là thế. Đây này, trời ạ, đây là cái con mà rất là đáng ghét. Hiện tại mình có đúng hai con Mirex chưa qua thôi, là một là con này, hai là con tanh các bạn ạ. Ui rồi ôi. Ồ, mình giết được một con rồi này. Mình nghĩ là bây giờ việc của chúng mình là phải tiết kiệm tiền các bạn ạ. Tiết kiệm tiền xong rồi à. Tiết kiệm tiền các bạn ạ. Không có tiết kiệm nổi không các bạn. Cái màn này có vẻ khoai tây quá. Ôi nó đánh vào trụ mình rồi kìa. Ui rồi ơi. Ôi mày. Ui rồi ơi. 94% này. Không biết mình có chơi không nhỉ các bạn nhỉ. Để mình xem nào. Có vẻ mình không biết nữa, để mình xem nhá. Tức là bây giờ cái con mình cần một con nào đẩy lùi được cả cái con mình cần một vị trí có thể đẩy lùi được. Mình nghĩ là sát thương ở trong ván này ấy, thì Gaia với cả Chandia có thể lo được đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ không cần đến vị trí của con Huntress Terun này nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ con này ra, mình sẽ cho một con khác vào. Tại vì mình cần đẩy lùi cái con Mayneck ấy. Thế là mình nghĩ là mình có thể cho Uruan vào đây là hợp lý đấy các bạn. Mình không biết có hiệu quả không nha, có thể thử. Với cả Khan Khan không biết ván này có làm ra trò trống gì không nhỉ? Kiểu nó cũng có sát thương ấy, hay là mình cho con khác vào nhỉ? Chắc là cho con này vào cũng được các bạn. Mà con này đánh nó không xa lắm, hay là mình cho con khác thật nhỉ? Hay là mình sẽ cho con này vào đi các bạn. Luxury Pet Cat này, con này đắt hơn một tí nhưng mà nó đánh xa hơn các bạn ạ. Cả hai con đều đánh single mà đúng không? Mà con này đánh còn nhanh nữa. Thì bây giờ mình sẽ thử một cái đội hình như này đi nhé. Bây giờ thử đó các bạn. Mình không biết là nó sẽ ra gì không. Thử đấy, tội gì. Ok. Đầu game khi mà các bạn mang cái mắc tiền này thì hình như là mình cảm thấy là kiểu kiểu mình cảm thấy tiền nó cũng lên nhanh hơn thật hay sao ấy. Ok. 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 Giết được con kia là có tiền nha. Giết được con kia là có tiền nha. Mình đang bị nó đánh vào nhà nhưng mà. Ồ, đây rồi, bật được các skill rồi. Bật được các skill rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ cần ngồi ngắm. Tại vì team mình rất là giàu sát thương nha. Team mình rất là giàu sát thương nha. Ok rồi. Bây giờ nhiệm vụ mình chỉ là cần giết được cái con đằng sau này là được. Không biết ăn được không ta. Ui. Thấy chưa, mình biết ngay mà. Cái màn này nó cho các bạn rất là nhiều tiền luôn. Chỉ cần các bạn duy trì được cái lượng nó đủ thôi. Ôi dồi ôi, đây rồi. Đây mới là lúc đáng sợ đấy các bạn này. Ồ, con thân đi nó khỏe lắm. Từ để xem nó có cánh không mà này không. Mình đang chơi trong lo sợ đấy các bạn. Cái con bum bum đỏ nó không đáng sợ như các bạn nghĩ nếu mà các bạn có nhiều sát thương nhá. Đấy. Con thân đi nó khỏe lắm. Các bạn nhìn trông nó như kia mà.
Ây da, cái con Mia ở sau nó rất là khó chịu. Giết được con Bubu này. Vậy là ok. Ui, mình giết nốt được cả con đằng sau luôn ạ. Trời ơi. Ok, vậy là giờ chỉ còn vấn đề thời gian thôi. Ui, ui, giết được thật này. Wow, ui. Ôi, mình cứ nghĩ mình không qua được cơ, trời ạ. Ai ngờ đấy. Ôi, thế qua rồi các bạn. Vậy là mình chỉ còn một con main egg nữa thôi ạ. Ôi dồi ôi. Ok, đội hình hơi hơi đắt tiền tí nhưng mà nói chung là qua được rồi các bạn. Rồi, Gaia level 40. Đây không phải là video hướng dẫn nha các bạn. Đây không phải video hướng dẫn nha. Đây, Gaia của mình level 40. Mình mang Uran Cat. Con này có vai trò rất là quan trọng nha. Tại vì không thì cái con X nó sẽ đánh vào cái nhà các bạn ấy. Hiểu không? Đó. Tiếp theo là Thunder level 30 có True Form. Con này chỉ là một con đánh Massive Damage với cả Red thôi chưa? Đó, ôi trời. Khiếp. Trời ạ. Ai mà ngờ được qua. mình cũng ngờ được qua mặc dù trong này toàn là những con mèo xịn này, ba cái slot này, ba slot rất là chất lượng này. Con Luxury Batcat này là một con mèo Super Red đây. Con này chắc là các bạn biết được không? Con này nó cũng đánh Massive lên Red nhưng mà nó chỉ đánh single thôi, nhưng mà bù lại single nhưng mà mạnh các bạn thấy không? Đấy. Mình nghĩ là khá ok. Được các bạn ơi. Xịn. Uy tín đấy. Uy tín đấy. Trời ạ. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ chơi cái gì ta? Bây giờ mình mới ui, ai mà ngồi được qua nhỉ? Hidden Fortress Capra này là mình chưa chơi. À thôi, cái này chơi nhiều lắm rồi. Mình đánh 33 lần rồi ấy. Lát nữa khi mà mình tắt video chắc là mình sẽ tự chơi. Còn giờ mình sẽ chơi cái gì đấy? Walk of Fame này là có thể là sắp tới mình sẽ chơi các bạn xem. Và trong này nó sẽ có con Washashi à, cái gì nhỉ? Cái con này tên là gì nhỉ? Mình quên xứ rồi. Musashi rồi ạ. Thôi chúng mình chơi thử cái này nha, cái này mình không biết trong này nó có cái gì các bạn ạ. Chúng mình sẽ chơi thử cái này đi. Mình sẽ cầm đội hình siêu siêu tốc độ nhá. Khiếp, đấy là con X mà cảm giác kiểu sướng ở người. Wow, sao nhìn khung cảnh ở đây trông nó sương mờ vậy. Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều vậy. Ôi giời. Wow. Ui, cho nhìn trong này trông nó mờ mịt thế nhỉ? Trong này đánh cái này có được cái gì không các bạn? Thì mình xem thử nhá. Mình chưa chơi cái này bao giờ các bạn. cái này có tổng cộng 5 bàn. À, các bạn có khả năng nhận được cái Hollywood tờ nữa mà các bạn đánh được một cái này hả? Ok. Ok, mình đã hiểu rồi. Tức là chơi... ok. Crowd Murder Blessing. Crowd là đám đông, murder là ám sát, hành hung cái gì ấy. Blessing là cái gì nhỉ? Cầu nguyện à? Mình không biết. Ok, hãy cho em mèo khăn nhảy múa ra chỗ bọn quái nào. Ui, thế là mình đã có gần đủ mấy cái con main egg rồi các bạn. Xịn thật. Mà thực ra rank mình có tượng cao này rồi, đánh chắc nó cũng không nhầm nhỏ gì mấy. Mình cũng sắp hoàn thành Akurim rồi nhá các bạn nha. Chơi cái đấy vấn đề thời gian rồi, ok. Mấy bàn này dễ, mình sẽ tăng tốc. Chắc là mấy cái này cũng không có gì đâu nhỉ. À, nó cho mình tỷ lệ ra cái chai nước mà. Không có đánh thì có gì không. Card of the Cosmo thì đúng rồi, quên. Mình cứ quên khoe các bạn. Đây, khoe đây. Mình xong Card of the Cosmo chap 1 rồi nhá. Ô, hôm nay đang có Treasure Fest này. Mình còn chưa chơi này. Này, khoe luôn. Cái này ngày xưa mình chơi nhiều lắm rồi, các bạn cũng có hết cả video của mình về đánh cái này rồi. Thực ra mình từng có một video đánh thua cái này tận 2 lần cơ. Thì chắc là các bạn xem cả cái đấy nữa thì các bạn sẽ biết được cách để các bạn qua cái này. Cái này mình đang không có kho báu này. Ở đây thì mình chơi cái đội hình gì nhỉ? Đây đội hình mình đây các bạn này. Đấy, nói chung là vậy. Bây giờ chúng mình sẽ... Chắc là mình không chơi cái kia đâu, nó ra mấy cái chai nước mà nó có gì đâu. Mình sẽ chơi Aku kết thì không biết qua không. Chơi mấy cái này nó mới khó các bạn ạ. Bây giờ chúng mình sẽ đánh Brazil và Mexico à? Hiện tại siêu level mình là 34 nha. Brazil và Mexico chỗ nào vậy? Khiếp xa thế. Ăn được không? Brazil ơi. Ôi ôi. Nhìn nó thật khiếp rồi. Để mình xem. Ở đây mình sẽ mang đội hình anti-Aku đi. Đây là đội hình anti-Aku của mình nhá. Thực ra là cũng toàn những cái con mạnh mạnh thôi nhưng mà chắc là tầm này các bạn xem mình tham khảo đấy nha. Mình cũng chả biết chơi này có giúp ích được gì cho các bạn không nhỉ. Thôi, cứ chơi thôi. Mình sẽ chơi video tầm 20 phút cho các bạn xem. Xem nào, siêu power ở Baku level 34, ok.
Chơi này tiền đình luôn các bạn ơi. Nhìn cái trụ ở trong này rõ đẹp. Đây, đây là các em Aku yêu mến. Thường ấy thì các bạn đánh mấy con này ấy, mình nghĩ là các bạn nên cầm con Pizzacat và con Can Can đi, tại vì hai con đấy nó dồn sát thương to ấy. Thì một hit của nó kiểu gì cũng vỡ khiên, kiểu gì cũng thế. Tại nhiều con khác thì cũng thế rồi nhỉ. Mình nghĩ đấy là hai slot chất lượng. Ok, tiền rồi. Trong này là có con gấu đúng không? Con gấu thì bây giờ chúng mình nên chuẩn bị ít tiền đã. Tức là lát nữa mình sẽ gọi một con phá khiên là con Lilin này. Tiếp theo là một con ôi rồi, chết mấy con này cắn mình đã mất một đống máu trụ rồi. Sợ vậy. Ok. Còn mình sẽ giết mấy con này luôn đi. Quăng. Khiếp, con Star Alien này khỏe thế. Ui, nó chưa chết này, ui. Cái này là do mình đang chưa có kho báu các bạn. Ui, nó vẫn chưa chết này, trời ạ. Khiếp thế nhở, đúng là không kho báu khác đánh đúng kiểu. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ cần thêm một vị trí nữa để gây sát thương to vào con gấu đúng không? Mình sẽ cầm con này đi. Con Lilin là kiểu gì cũng không outrange được con gấu đâu. Cho nên là kiểu mình cũng xác định là nó ra chỉ phá khiên thôi. Đây rồi. Đánh không biết có nổi con vịt kia không này. Con cánh cụt kìa. Ok. Chết đi. Ok. Ui, ui. Biết ngay mà, chết Lily luôn. Thôi xong rồi, trời ơi. Đánh cái này khoai vai thề. Thôi đánh cái này, đấy, biết ngay mà. Biết ngay mà, đánh cái này khó ra mà đấy. Thề con gấu. Bọn gấu ở trong game trông rất là cute nhưng mà bọn nó rất là khỏe. Ok, vẫn chưa giết được con nào để có thêm tiền đây. Ôi, con gấu ngã một phát rồi. Ôi rồi rồi. Rồi, cứu. Lilin. Rồi, Lilin level 30 giết được một con chó. Ui, một phát chết luôn ạ. À. What? Đừng, trời ơi. Ui. Đâu, cái này khó các bạn ơi. Mình chả sao mình chơi được đến đây luôn ấy. Thề. 61% ạ. Hỏi chấm. Giờ mới được 61. Thôi mình chơi thử cái Mexico này không có gì. Trong Mexico này có gì? Có 4 con này. Chơi thử em ạ. Eo ơi, chơi cái này kiểu khoai vai thề. Chơi cái này kiểu cứ thế nào ấy. Ok, chúng mình lại đang ở trong miệng núi lửa đây. Ui, chơi cái trò này nó trầm cảm thế. Ok. Trụ tận 800.000 máu. Ây ây ây, con này là Angel. Mình sẽ cho Hi. Mình cho Can Can oánh mấy phát là con này chết mà. Hai phát, chắc thế. Tầm hai phát. Hi. Ok, chết rồi. Mà này có 4 địch. 4 địch thì chứng tỏ là sẽ có con mạnh đấy các bạn. Thì ở đây bây giờ mình đang có một con trước rồi. Bây giờ mình đang có Lilin rồi. Bây giờ để xem nó đánh xem mình gọi thêm con gì. Ok, mấy con chó Angel sẽ công cụ farm tiền cho mình. Chắc là cứ gọi mấy con cầm điện ra đi. Ok, mình đang có 8.000 tiền rồi. Gọi được hai con nữa rồi đấy. 8.000 tiền tầm ôi rồi ôi lại con này ạ. À. Eo ơi thề dốc cái ngày hôm nay là ngày gấu sao ấy trời ơi. Để xem nào, mình nghĩ là mình sẽ xem nào, cầm Aphrodite đi. Ôi rồi lại còn hai con gấu ạ. À. Thôi 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 ngày gấu lễ hội gấu các bạn ơi. Thôi xong rồi. Ôi ba con gấu. Ui đừng thôi ngay. Xong lại còn nhiều mấy con. Ok, vỡ khiên rồi kìa. Ok, mình vừa đập vỡ khiên được mấy con gấu rồi đấy. Ok, bọn gấu bị ngã rồi. Nhiều gấu thế. What the fuck. Nhiều gấu thế, trời, bọn gấu ở trong này nó spam ra sao ấy. Trời ơi, đánh thế này thì đánh bằng niềm tin à. Ok. Ồ, chết một con gấu rồi, chết một con gấu. Ồ rồi, nhưng mà team mình chết xử hết rồi. Ồ rồi, xin. Xin ấy, trời ơi, nhiều gấu này thì đánh bằng niềm tin là mình chả sao các bạn qua được cái này luôn ạ. À. Qua cái này kiểu gì vậy?
ông nào chơi, ui rồi ông nào mà lại còn chơi không Uber ở cái màn này nữa thì mình cũng chịu ấy. Chắc là vẫn còn, ui rồi thôi 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 thôi, chắc là spam cắt phút thì mới qua được chứ đánh cái này thì đánh kiểu gì các bạn, chịu ấy chưa ạ. Cái này có gì không? Ok, ui rồi kiểu đánh tí mà trầm cảm vãi. Để mình xem. Ô, mình đang có 100 100.000 XP rồi này. Ủa nhưng mà mình mới được cái gì vậy? Mới được cái gì ấy nhỉ? À, ừ đúng rồi, mình được quả N201 này, nhưng mà không biết còn nâng được đủ lên 10 không. Ồ, Dark Egg à? Trứng trứng bóng đêm à? Ông nào dán trứng bị hỏng đây. Ô, mình chỉ cần hai quả nữa là được đấy. Hai cái viên đỏ này nữa này. Nhưng mà kiếm mấy cái viên này lâu lắm các bạn. Viên tím này mình được tận 14 viên rồi. Xem nào. Mình đang có tận mấy quả trứng chưa 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 nâng cơ. Đây này, con này là một này. Con này có đáng nâng không các bạn ơi? Mình con này trông có vẻ uy tín đấy nhỉ. Con này nâng có được không các bạn? Bây giờ mình còn là con trứng ở trên này cơ. Xem nào. Đây này, mình còn hai quả nữa. Quả này thì nó sẽ cần 5 viên xanh và 5 viên xanh lục. Khiếp, mấy cái hạt này kiếm khó lắm, tìm mãi chả thấy. Xong rồi quả Black N103 nữa, cái này mình cũng chưa nâng các bạn ạ. Chưa nâng các bạn. Trời ơi, không biết bây giờ mới nâng đây. Đó thì thôi chắc là video hôm nay chỉ thế thôi các bạn. Kiếm được con Maynex mới nhờ mình. Chắc là xong mình sẽ chơi The Proving Ground để mình kiếm XP rồi mình mới nâng được. Hôm nọ mình vừa, cái hôm mà mấy hôm vừa rồi mình ở nhà mình tự chơi ấy, thì mình có nâng True Form được con Cut Base Ultra này lên các bạn ạ. Đó, Wave Attack này. Headmaster Cutjob này là lần trước mình chỉ các bạn rồi này. Mình có nâng cả con này nữa thành ra mình hết sạch Epic Cutthroat luôn rồi. Mấy con này nâng tốn dã man. Đó. Vậy là con này mình đã nâng được rồi. Con này có rồi này. Con này cũng có rồi này. Con này cũng có rồi nhưng mà mình chưa nâng các bạn ạ. Ok, chắc là video này hôm nay thế thôi nhé. Hí. À, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Hôm nào rảnh thì mình sẽ cố gắng mình làm video tiếp nha. Ok. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. À, nhớ giữ sức khỏe, hình như là dạo này lại dịch cúm rồi hay sao ấy. Chắc là mình cũng chuẩn bị đi đăng ký để tiêm thêm phát nữa các bạn ạ. Mình tiêm chắc là tiêm mũi 4 rồi. Ok, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Hẹn gặp lại, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye. Bye bye.